Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nóng mua bán đất nông nghiệp xây nhà ven sông Hồng. Tấm lòng người bác sĩ vùng sâu hết lòng vì bệnh nhân ở Lâm Đồng. Liên hoan hát chầu văn toàn quốc năm 2021 sẽ tổ chức tại Tam Đảo từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4. Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tăng ca, lập các điểm lưu động để cấp căn cước công dân. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 thì giá bất động sản vẫn tăng, trong đó có những khu vực dự án giá tăng lên 10% so với thời điểm đầu năm 2020. Sau khi chính phủ ban hành Nghị định 96 năm 2019 về khung giá đất, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã xây dựng và có quyết định ban hành bảng giá đất của địa phương áp dụng cho giai đoạn 2020-2024. Theo đó, giá đất được các địa phương ban hành có mức tăng bình quân khoảng 15-20% so với bảng giá đất giai đoạn 5 năm trước. Như vậy, trường hợp chi phí về đất của một dự án bất động sản được căn cứ trực tiếp từ giá đất trong bảng giá đất được ban hành, thì việc tăng giá đất khoảng từ 15-20% của các địa phương làm tăng giá thành bất động sản nhà ở khoảng 1,5-5%. Theo Bộ Xây dựng, việc các địa phương ban hành bảng giá đất mới tăng hơn so với trước đây chưa phải là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng tăng giá nhà ở, đất ở của các dự án tại các địa phương trong năm 2020 và thời gian vừa qua. Do quy hoạch bị treo trong một thời gian dài nên những vùng đất nông nghiệp ven sông Hồng, đoạn đi qua các quận huyện của thành phố Hà Nội, nhất là các quận huyện trung tâm, từ nhiều năm nay vẫn luôn nóng về tình trạng bị xẻ thịt, biến tướng các ô đất vườn, đất trồng màu để làm nhà ở. Đặc biệt, cùng với việc đồ án quy hoạch phân khu ven sông Hồng dự kiến sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào tháng 6 tới đây, một lần nữa đã làm nóng lên thị trường kinh doanh bất động sản đặc biệt này. Một vài năm trước, các ổ đất ven sông Hồng thuộc các quận huyện như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên hay Gia Lâm, phần lớn là đất trồng màu, chỉ có lác đác một vài công trình tạm của người dân. Tuy nhiên cho đến nay, nó đã bị xẻ thịt và biến tướng để xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà ở kiên cố, khang trang và rộng rãi. Đáng nói là những người mua bán đều biết rõ đây là đất sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Ở đây là đất nông nghiệp. Vâng. Do nhà nước quản lý chứ không, người dân không được quản lý. Các bác ở đây là gọi là quyền trồng trọt đấy, quyền trồng trọt và hưởng thụ cái thành quả lao động ở trên cái mặt đất cái này chỉ có mỗi những quyền đấy. Mặc dù vậy, từ một vài công trình đầu tiên đến nay, hàng nghìn mét vuông đất bãi tại phường Yên Phụ, Nhật Tân, Quảng An thuộc quận Tây Hồ đã biến thành các công trình nhà ở. Không những vậy, do có vị trí gần khu vực trung tâm nội đô nên đã khiến nhiều người có tâm lý về đây mua đất, đẩy giá đất lên cao và khan hàng. Cứ như vậy, nhiều xóm dân cư mới đã hình thành. Nhiều người cho đó là cơ hội để đầu tư, đón sóng chờ quy hoạch thành phố ven sông. Hoặc những người đã dựng nhà thì có tâm lý tiếp tục chạy để làm sổ đỏ đất ở lâu dài. Tuy nhiên, khi mọi thứ chưa rõ ràng thì điều rõ ràng nhất là người vi phạm sẽ bị thu hồi đất và buộc phải tháo gỡ công trình. Theo điều 12 Luật Đất đai năm 2013 thì cái việc là tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang từ là đất sản xuất nông nghiệp sang thành là đất ở thì đấy là một trong số những hành vi bị cấm. Và đối với cả lại cái hành vi bị cấm này ấy, thì hình thức xử phạt ấy có thể là sẽ bị thu hồi lại cái đất đấy hoặc là bị phạt tiền, thậm chí rằng là có cái hình phạt bổ sung là bị thu hồi cái lợi tức liên quan đến việc rằng là tự ý chuyển đổi cái mục đích. Bên cạnh đó thì cái hình phạt bổ sung là phải trả lại cái hiện trạng của cái mảnh đất đấy. Thực tế mua bán, xây dựng tràn lan các công trình trên đất nông nghiệp cũng đặt ra câu hỏi về năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương đóng trên địa bàn. Có hay không việc buông lỏng, làm ngơ để các sai phạm này diễn ra từ năm này qua năm khác? Trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp Việt tiếp tục gặp khó khăn. Trong khi cơ hội để tiếp cận nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước còn hạn chế thì nhiều doanh nghiệp đã tự tìm giải pháp cho chính mình để thích ứng tốt với bối cảnh mới. Ngay khi đại dịch COVID-19 xảy ra, doanh nghiệp này đã nhanh chóng chuyển hướng từ thị trường nước ngoài về thị trường nội địa. Đặc biệt, trong thời điểm giãn cách xã hội, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới để kịp đưa ra thị trường ngay khi dịch tạm lắng. Thì chúng tôi sẽ phải tiết giảm rất là nhiều cái chi phí. Thì trong thời điểm đó thì sẽ tập trung hơn vào cái phần đề về nghiên cứu để tạo ra những cái sản phẩm tính năng mới.
Trong khi 90% doanh nghiệp trong ngành du lịch lao đao, thì doanh nghiệp này vẫn duy trì được hoạt động, thậm chí có những giai đoạn tăng trưởng tốt. Yếu tố quan trọng chính là đã tìm cách liên kết với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực để thiết kế các giải pháp mới tiếp cận thị trường hiệu quả. Sau 3 đợt bùng phát dịch COVID-19, sức đề kháng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tăng lên mạnh mẽ và ngày càng thích nghi tốt hơn với bối cảnh mới. Ngay sau khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát thì nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành đã nhanh chóng cung cấp các dịch vụ du lịch, tung ra tour tuyến mới, hấp dẫn du khách, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Theo ghi nhận, hiện thị trường du lịch đang có tín hiệu khả quan khi khách có nhu cầu du lịch trở lại. Lấy tiêu chí an toàn, sức khỏe hàng đầu, nên khi dịch cơ bản được kiểm soát, ông Dũng đã lựa chọn cho gia đình chuyến đi du lịch tại Đà Nẵng vào cuối tháng 3. Ông cho biết đây sẽ là chuyến đi thay cho tour du lịch Tết mà gia đình ông đã hủy vì lo ngại dịch COVID-19. Theo ghi nhận tại các đơn vị lữ hành, bên cạnh việc dịch được kiểm soát trong cộng đồng, thông tin vaccine đang được tiêm đã làm lượng khách du lịch đã tăng trở lại những ngày gần đây. Khách chọn tour chọn gói chiếm 70%, còn lại lựa chọn các dịch vụ combo vé xe, máy bay, khách sạn. Du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc, Nam Trung Bộ và Phú Quốc để nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch sau giai đoạn gần như không có khách mùa cao điểm Tết vừa qua. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và khách sạn nghỉ dưỡng đều chung một kỳ vọng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, kéo dài 4 ngày liên tiếp tới đây. Và yếu tố đảm bảo an toàn cho du khách vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, du khách bắt buộc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khai báo lịch sử đi lại trước khi khởi hành cũng như trong suốt quá trình tour. Sẽ có chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là đề xuất của Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang trình Chính phủ xem xét. Theo đề xuất này, tổng số lao động được dự kiến hỗ trợ sẽ vào khoảng 1 triệu người. Mức đề xuất hỗ trợ học nghề là 1 triệu đồng một người trong thời gian tối đa 6 tháng. Tổng số kinh phí sẽ vào khoảng 6.000 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Về điều kiện thực hiện hỗ trợ đào tạo, dự thảo đề xuất kiến nghị việc triển khai thông qua người sử dụng lao động đang quản lý người lao động gặp khó khăn do COVID-19. Người sử dụng lao động được hỗ trợ khi có đủ 4 điều kiện. Dự kiến nếu được thông qua, chính sách hỗ trợ sẽ được áp dụng ngay trong cuối quý 1 hoặc quý 2 năm 2021 và có thể kéo dài 1 năm. Ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và 63 tỉnh, thành phố về việc đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp để phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Xuân Phúc đánh giá, nhìn lại công tác phòng chống dịch, sự phối hợp với các bộ ngành với Ban Chỉ đạo Quốc gia rất nghiêm túc. Thời gian tới, việc kiểm soát dịch phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vaccine. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu còn hạn chế và vaccine trong nước dự kiến phải tới quý 4 mới có. Trước mắt cần tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K. Tính đến ngày 15 tháng 3, cả nước đã thực hiện xét nghiệm RT-PCR được 2.482.302 mẫu, tương đương 3.248.873 lượt người được xét nghiệm. Trong đó, xác định 2.559 người dương tính. Về vấn đề vaccine, tính đến hết ngày 16 tháng 3, hơn 16.000 người là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã được tiêm vaccine, đảm bảo an toàn. Các trường hợp đã tiêm vaccine đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Bộ Y tế đang làm việc với Pfizer, dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp 30 triệu liều cho năm 2021. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng làm việc để mua vaccine của Johnson & Johnson, Moderna, quỹ đầu tư Nga Sputnik V. Ngoài nguồn vaccine nhập khẩu, Bộ Y tế đang thúc đẩy tiến độ nghiên cứu phát triển vaccine trong nước. Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm 2022 nhằm bảo đảm nguồn cung, bảo đảm an ninh y tế, chủ động ứng phó khi có các đại dịch trong tương lai. Mới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã trả lời kết quả đánh giá về tình hình dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp, nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Boyun Việt Nam ở thành phố Chí Linh và công ty trách nhiệm hữu hạn Kuroda Kakaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ đánh giá tình hình dịch COVID-19 đối với tất cả công nhân lao động trong khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh và công ty trách nhiệm hữu hạn Kuroda Kakaku Việt Nam, huyện Cẩm Giàng trước khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Cụ thể, ngày 15 tháng 3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy 2.885 mẫu dịch học tại 8 đơn vị trong khu công nghiệp Cộng Hòa, lấy hơn 1.260 mẫu máu tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Boyun Việt Nam, lấy 466 mẫu dịch họng hầu và 423 mẫu máu
tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kuroda Kagaku Việt Nam. Kết quả xét nghiệm không phát hiện sự hiện diện vật liệu di truyền ARN đặc hiệu SARS-CoV-2 trên tất cả các mẫu thu thập. Để khắc phục tình trạng khan hiến máu trầm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại năm 2021. Ngày hội Hiến máu tình nguyện, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại năm 2021 với sự tham gia của hơn 250 các cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu, sẽ giúp nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch được cứu sống và góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị, phẫu thuật tại các bệnh viện rất cao, trong khi lượng máu dự trữ luôn thiếu hụt. Tình trạng này đang khiến nhiều người bệnh phải đối mặt với nỗi lo chờ máu hoặc phải vận động người nhà tham gia hiến máu. Mỗi ngày, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thường cung cấp từ 1.000 đến 1.200 đơn vị máu. Vì vậy, những hoạt động hiến máu như thế này rất quan trọng, giúp chia sẻ nỗi lo với ngành y tế trong thời điểm thiếu máu hiện nay. Với cái điều kiện, chúng ta biết là để mà phòng chống dịch, thì chúng tôi sẽ phải chia nhỏ hơn các cái điểm hiến máu, mỗi một ngày không phải là chỉ có 3 hay 5 điểm hiến máu mà có thể là 10, có những thời điểm tới 15 cái điểm hiến máu trong một ngày. Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động hiến máu, 100% người tham gia đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào hiến máu. Việc tổ chức hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong thời điểm khan hiến máu hiện nay, một lần nữa khẳng định truyền thống nhân văn hướng tới người bệnh và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, không ai là không biết đến bác sĩ Điều Ca Bên, người bác sĩ dân tộc Mạ, trạm trưởng trạm y tế xã Đồng Nai Thượng. Bằng tinh thần và trách nhiệm, sự tận tâm cho công việc, không chỉ thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người dân, vùng dân tộc, mà những tuyên truyền, những vận động của anh, nhiều hủ tục lạc hậu và dịch bệnh được giảm hẳn, sức khỏe của người dân được cải thiện. Sinh ra trên mảnh đất Đồng Nai Thượng còn nhiều khó khăn với gần như 100% đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Điều Ca Bên là một trong số ít học sinh dân tộc địa phương trúng tuyển khóa học cự tuyển ngành y tại Học viện Quân y Hà Nội. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng khá, Điều Ca Bên được phân công về công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên. Trong thời gian công tác tại đây, anh luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, năng nổ trong mọi công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau 3 năm công tác, Điều Ca Bên được điều động về trạm y tế xã Đồng Nai Thượng để giúp đỡ chăm sóc sức khỏe cho bà con. Điều Ca Bên luôn thể hiện được vai trò trách nhiệm trên bản làng vùng cao này. Với mong muốn từ đầu của em thì là được về phục vụ cho địa phương, thì em nghĩ là bây giờ thì trước mắt bà con nhân dân mình ở đây thì từ cái vấn đề chăm sóc sức khỏe rồi lúc đó thì nó cũng chưa như bây giờ, có nghĩa là nó còn thiếu thốn từ cái trang thiết bị rồi đến từ nhân lực con người thì cũng thiếu, cho nên thì em nghĩ là em góp một phần nhỏ nào đó để là góp phần để mà chăm sóc sức khỏe cho người dân mình được nó nâng lên hơn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên cương vị trạm trưởng trạm y tế xã, Tiểu Ca Bên luôn tìm tòi năng nổ trong xây dựng các mô hình y tế tại cơ sở. Trong đó phải kể đến việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, khám điều trị bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn. Ngoài ra, đặc thù của Đồng Nai Thượng đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức về bảo vệ chăm sóc sức khỏe hạn chế. Vì vậy, anh thường xuyên cùng với cán bộ y tế trong trạm đến từng gia đình, hộ dân, tuyên truyền vận động người dân về các biện tự chăm sóc sức khỏe tại nhà. Tại vì bác sĩ ở đây hiểu tiếng đồng bào của tụi em nên họ làm việc nó cũng dễ gần gũi hơn với người dân ở đây. Em cũng mong sau này cũng có thêm nhiều bác sĩ giống như bác sĩ Bên. Bằng sức trẻ với tinh thần nhiệt huyết, gần 10 năm công tác trong ngành y tế ở vùng xa, vùng sâu, Điều Ca Bên đã đưa chất lượng khám chữa bệnh của y tế cơ sở ngày càng đi lên. Với những đóng góp đó, nhiều năm liền, Điều Ca Bên được ngành y tế và các cấp chính quyền địa phương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ những kết quả này là động lực, niềm tin để Điều Ca Bên tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho quê hương và bảo vệ sức khỏe cho bà con buôn làng mình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua tại tỉnh Vĩnh Phúc,
Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc để thống nhất triển khai công tác tổ chức Liên hoan Hát văn, Hát chầu văn toàn quốc năm 2021. Các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức liên hoan cũng đã được bàn bạc chi tiết và phân công trách nhiệm cho các cơ quan đồng tham gia tổ chức. Đoàn công tác cũng đã đi khảo sát và thống nhất chọn đền Chân Suối thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là nơi tổ chức liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc năm 2021. Liên hoan sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Mục tiêu chính của Liên hoan hát văn năm 2021 là tiếp tục quảng bá về một lĩnh vực nghệ thuật gắn với tâm linh, nhằm gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của loại hình nghệ thuật này. Để đảm bảo chất lượng của Liên hoan hát văn, hát chầu văn năm 2021, những nghệ sĩ, nghệ nhân tham dự Liên hoan năm nay sẽ được chọn lọc kỹ càng thông qua Trung tâm Văn hóa các tỉnh, các câu lạc bộ hát văn, hát chầu văn, các hội nghệ nhân đang thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trong cả nước. Để đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân ngay tại cơ sở, nhất là những trường hợp là công nhân làm việc tại các công ty và các trường hợp đi làm ăn xa không có điều kiện đến trụ sở công an xã thị trấn làm các thủ tục hành chính trong giờ hành chính, Công an huyện Phù Cừ đã chỉ đạo lực lượng công an các xã thị trấn tăng thời gian làm việc ngoài giờ. Để tiếp nhận thủ tục hành chính và giải quyết cho người dân, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã bố trí thời gian ngoài giờ hành chính từ 1 đến 2 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 để tiếp dân, riêng thứ 7 dành chọn một ngày để tiếp dân. Đảng ủy lãnh đạo ban huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn trên địa bàn, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính là tăng cường giải quyết các cái thủ tục hành chính đối với người dân, tổ chức tiếp công dân ngoài giờ, thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh để người dân biết nắm được đến giải quyết thủ tục. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an các xã, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận đơn thư, xử lý vi phạm, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Cùng với đó, công an huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm với khẩu hiệu Công an huyện Phù Cừ vì nhân dân phục vụ và phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Vì vậy, bất cứ lúc nào nhân dân cần sẽ phục vụ kể cả ngày nghỉ cuối tuần và vào cả ban đêm. Tôi thì làm việc thì trong giờ thì không có thời gian bố trí được là đúng giờ đến ngoài giờ. Sực nhớ đến thì mới lại ra thì các đồng chí cũng hỗ trợ nhiệt tình, giúp đỡ. Và từ khi có công an về thị trấn Trần Cao thì bà con nhân dân cũng yên tâm làm ăn và không có mất trộm cắp gì. Với tinh thần quyết tâm cao trong đợt cao điểm làm căn cước gắn chip điện tử cho công dân trên toàn huyện, Công an huyện chỉ đạo thành lập 6 tổ công tác gồm 3 tổ tại chỗ và 3 tổ lưu động, làm việc tất cả các ngày trong tuần, huy động lực lượng chia làm 3 ca, thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ và buổi tối từ 18 giờ đến 22 giờ, thậm chí làm việc đến khi nào không còn người dân đợi làm thủ tục. Thời gian tới, Công an huyện Phù Cừ sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ và tập trung cao độ cho việc thực hiện cấp căn cước công dân theo đúng lộ trình của Bộ Công an đề ra. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về an ninh trật tự, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an. Đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa đột kích một kho hàng tại huyện Đông Anh, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm hóa mỹ phẩm lậu. Đáng chú ý, kho hàng này nằm đội lốt trong khuôn viên một công ty chuyên tư vấn dịch vụ tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Kho hàng này chứa hơn 500 thùng hàng và 10 tấn hàng, gồm dầu gội, mỹ phẩm, dưỡng tóc và xả tóc. Theo chủ kho hàng cho biết, toàn bộ số hàng trên là mua từ đầu mối tại các cảng, sau đó bán lại cho các tiệm spa, tiệm salon tóc. Đoàn kiểm tra phát hiện trên sản phẩm có nhãn gốc bằng chữ nước ngoài, không có hóa đơn xuất xứ của hàng hóa, có mã vạch là đầu số 49 của Nhật Bản. Sản phẩm được dán nhãn phụ thể hiện tên, địa chỉ của công ty và ghi Made in Japan, nhưng sau khi kiểm tra lại thông tin thì công ty không có thật. Ngoài ra bao bì ngoài thùng to đựng nhiều sản phẩm lại ghi là Made in China. Trị giá ước tính lô hàng này là hơn 4 tỷ 300 triệu đồng. Vụ việc sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.